Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, trong tập 7, Xuân Trường đã phải ra về sau khi bước vào vòng nguy hiểm. Các cầu thủ nhí đã khóc rất nhiều vì phải chia tay Xuân Trường. Liệu rằng quyết định này của huấn luyện viên Minh Phương có phải là quyết định cuối cùng hay không? Một tuần đã trôi qua, Sam rất vui được gặp lại quý vị khán giả tại ngôi nhà chung cầu thủ nhí 2021. Ở tuần trước thì các bài tập của huấn luyện viên trưởng Minh Phương đã giúp cho thể lực và kỷ luật của các bé được tiến bộ hơn rất nhiều. Trong tuần này, những bài tập nào sẽ được giao cho các bé? Ai sẽ ở lại? Ai sẽ ra về? Chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn khó khăn tiếp theo của huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Cô hy vọng rằng là các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ luôn cháy hết mình trên sân cỏ để có thể giành lấy cơ hội tỏa sáng tại hành trình cầu thủ nhí 2021 nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ các cầu thủ nhí xem các bạn ấy đang làm gì nhé. Xuân Trường đã chuẩn bị hành lý ra về và đang đến chào tạm biệt huấn luyện viên Minh Phương. Chắc chắn Trường đã rất buồn khi phải nói lời chia tay với các bạn và huấn luyện viên. Về cố gắng nha. Đây là bài học của mình. Hôm qua giờ nằm suy nghĩ sao rồi? Con suy nghĩ sao con tự nói ra nghe thôi. Bây giờ con xứng đáng ở lại vì con... Sao? Con xứng đáng ở lại. Xứng đáng lại. Nhưng mà... cơ hội nó không còn nữa. Cho nên con không có buồn nha. Cố gắng nha. Có vẻ như Xuân Trường vẫn còn rất lưu luyến, không muốn ra về. Cố lên Trường nha! Cố gắng lên anh Trường! Cố gắng lên anh Trường! Cố gắng lên anh Trường! Trước khi con ra về, thầy sẽ có món quà tặng cho con. Có lẽ mong muốn của các con cũng giống như thầy, cũng giống như bạn Dương. Cho nên tất cả các con đều ghi nhớ đây là một bài học cho đội bóng của chúng ta. Để các con bước được cái đoạn đường dài sắp tới, để các con trưởng thành. Trước khi Trương ra về, thầy sẽ tặng cho bạn Trương món quà, để bạn Trương nhớ cái hành trình của mình tại thời điểm này, cũng như là cái hành trình của cầu thủ nhí 2021. Thời điểm tới 3, các con mở mắt ra nha. 1 2 3. Chuyện gì xảy ra thế này? Vậy là Xuân Trường đã quay trở lại với cầu thủ nhí 2021. Liệu đây có phải là đặc quyền của huấn luyện viên Minh Phương? Nào, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi diễn biến tiếp theo nha. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì Sam nhận được yêu cầu về một cuộc họp khẩn giữa huấn luyện viên trưởng Minh Phương và ba đội trưởng về việc huấn luyện viên trưởng Minh Phương sẽ có thể thực hiện quyền hồi sinh ở trong tập này. Thực ra thì Ali là một người không bao giờ xin xỏ bất cứ một điều gì trong chương trình năm nay. Và lần đầu tiên mà Ali phải suy nghĩ và trằn trọc rất là nhiều bởi vì cái kết quả của tập trước, đó chính là loại Xuân Trường đội của Ali ra khỏi chương trình cầu thủ nhí năm nay. Cá nhân Ali thì cảm nhận được là đúng là bạn có nghịch và bạn cũng vi phạm vào nhiều kỷ luật trong lúc sinh hoạt ở nhà chung. Nhưng mà với tài năng, với cái sự sáng giá của Xuân Trường ở trên sân cỏ, khi mà cùng đồng đội chinh chiến ở những tập vừa qua, thì Ali nghĩ là Xuân Trường là một người xứng đáng có cơ hội để quay trở lại cùng với cầu thủ nhí 2021 để làm nên một mùa giải thật là ấn tượng và thật là tốt đẹp. Cá nhân của Ali thì đây là lần đầu tiên mà Ali mong muốn được nhận một cái quyền hồi sinh từ huấn luyện viên Minh Phương để Xuân Trường có thể quay trở lại. Và chắc chắn cũng là lần cuối cùng mà Ali làm điều này. Thì đúng rồi,
chắc chắn là lần cuối cùng, bởi vì quyền hồi sinh chỉ có một thôi. Và nếu như bây giờ mình hồi sinh Xuân Trương thì đây chỉ là mới bé thứ hai thôi, thì sẽ mất đi cơ hội cho những bé sau. Đúng rồi. Với ý kiến Ngô Thủy á, khi mà đem Xuân Trương vào thì đã có một cái lý do chính đáng rồi. Và khi mà Ali quyết định táo bạo như vậy thì mình phải chịu cái sự trách nhiệm. Đúng rồi, mình phải chịu cái sự rủi ro. Đúng rồi, mình phải chịu cái sự đó chứ. Mình đây nếu mà Ali nghĩ đây là một cái game và Ali muốn chơi chiêu hay là này nọ thì mình phải chấp nhận cái sự rủi ro đó. Và anh Minh Phương, anh đã quyết định rồi và Thủy rất tôn trọng sự quyết định của anh Minh Phương. Thôi được rồi, nói chung là mỗi đội trưởng sẽ có những cái ý kiến riêng của mình. Sam hiểu được rằng là quyết định đưa Xuân Trương vào vòng nguy hiểm của Ali thì Ali sẽ có những cái lý do riêng. Mỗi đội trưởng sẽ có những cái chiến thuật riêng của mình. Sam hiểu điều đó, nhưng ngày hôm nay mình cuộc họp ở đây là Sam chỉ muốn chia sẻ lại những cái nguyện vọng và những cái ý kiến của tất cả những bạn cầu thủ nhí còn lại. Coi như là mình gạt bỏ đi cái quyết định vì sao mà, lý do vì sao mà Ali đưa Xuân Trương vào và Ali phải chịu trách nhiệm với điều đó đi. Sam không có muốn nhắc tới đây, nhưng mà cái điều này là Sam muốn nói tới nguyện vọng của các bạn cầu thủ nhí. Đó là vì thật sự là biết là không biết là kỷ luật của Xuân Trương nó sẽ vi phạm đến cái mức độ nào, nhưng thật sự là bạn ấy rất được lòng tất cả các bạn cầu thủ nhí và được sự yêu thương cũng như là quan tâm các bạn cầu thủ nhí khác. Cho nên là cái cuộc họp này là em chỉ muốn xin anh Minh Phương chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần nữa, xem xét là có thể thực hiện quyền hồi sinh ở trong cái trường hợp dành cho Xuân Trương hay không với những nguyện vọng của các bạn cầu thủ nhí khác. Anh Minh Phương vẫn là người theo sát các bé nhiều hơn tụi em. Tụi em chỉ là những người ở ngoài thôi. Và tụi em cũng là những người không có chuyên môn. Và anh cũng có thể thấy được các bé thể hiện như thế nào ở trên sân bóng và cái khả năng trong tương lai các bé sẽ phát triển như thế nào. Nên là em nghĩ là quyết định của anh sẽ là, dù như thế nào em cũng sẽ tôn trọng cái quyết định. Có thể cái sự lựa chọn của anh, các bạn sẽ chỉ trích anh, hoặc là khán giả hâm mộ, khán giả xem chương trình sẽ không đồng lòng hoặc là ủng hộ. Nhưng anh mong là cái quyết định của anh là đúng đắn. Anh sẽ sử dụng quyền hồi sinh của anh và cứu Xuân Trương. Mừng anh. Thưa quý vị, như vậy là huấn luyện viên trưởng Minh Phương đã sử dụng quyền hồi sinh để cứu Xuân Trương quay trở lại với hành trình cầu thủ nhí 2021. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mỗi người tiếp tục với hành trình luyện tập cùng huấn luyện viên Minh Phương nào các bạn cầu thủ nhí ơi. Các con mà thẳng cái lưng như thế này thì các con xoay không có nhanh. Các con phải thấp cái trọng tâm mình xuống để mình xoay, để mình lội. Đối phương, được chưa? Dạ. Go. Hôm nay huấn luyện viên Minh Phương sẽ cho các bạn cầu thủ nhí luyện tập cách dẫn bóng và kiểm soát bóng trong chân mình. Bài tập nào của huấn luyện viên cũng có ý đồ riêng. Ok, các bạn có bóng thì cầm bóng lên, các bạn không bóng vô giữa cho thầy. Huấn luyện viên lại chuyển sang bài tập mới rồi đây. Các bạn cầu thủ nhí hăng hái lên nào. Chưa tập trung lắm đâu, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi xong rồi mình xoay chỗ khác, chứ không phải là từ bên đây qua bên đây qua bên đây, không có. Duy chuyển. Muốn chơi bóng được, muốn có bóng các con làm gì? Thông tin đi. Thông tin lên, nhớ. Ê, để tới, để tới con. Hai chân Thiên. Thiên ơi, mới đầu ngày mà đã bị nhắc nhở rồi, tập trung hơn nữa nào. Coi chừng bị huấn luyện viên phạt bây giờ. Ê, quý, lại đây, có nghe thầy nói không? Lần này đến lượt Phú Quý bị la rồi. Ai bảo cứ không chịu nghe huấn luyện viên dặn dò gì hết á. Hai chân, xoay chỗ khác. Ê, Thiên, xoay chỗ khác Thiên. Thiên lại bị nhắc nhở rồi. Hai lần trong một bài tập, huấn luyện viên Minh Phương không vui rồi nha, các bạn cầu thủ nhí. Mỗi một cơ quan mình có một chức năng hết. Mắt làm gì? Nhìn. Tai? Nghe. Miệng? Nói. Cho nên con vừa làm, vừa nghe thầy nói, vừa nhìn, vừa quan sát. Các bạn ở đây có ai biết không biết coi đồng hồ không? Không. Các con đều biết coi đồng hồ hết. Dạ. Nhưng mà thầy chắc chắn với các con là sẽ có những bạn không biết coi đồng hồ. Sau bài tập này là các con biết là các con có biết coi đồng hồ hay không?
Các cầu thủ nhí có vẻ rất tự tin về khả năng xem đồng hồ của mình. Để xem huấn luyện viên có làm khó được các bạn không nhá. Nhìn thẳng đằng kia là mấy giờ chưa? 6 giờ. Đúng rồi. Bên đây mấy giờ? 3. Ngay chỗ này nè. Thầy chỉ chỗ này mà. Đấy chỗ này là 1 giờ. Đúng rồi. À, bây giờ bốn bạn đầu tiên khi thầy nói 7 giờ là các con phải chạy tới cái chỗ 7 giờ. Chạy vòng qua đây, vòng qua mắt cơ, xong chạy về. Nhớ trong suy nghĩ mình tập trung và phản ứng nhanh lên. Ở đây là các con biết ai thắng ai thua liền. Ai trong trận đấu quyết định nhanh hơn là người đó thắng. Ai quan sát, đừng để xe đụng. À, ở đây có 4 chiếc xe nha. Cẩn thận coi chừng xe đụng nha. Nhớ nha. Tên. Tên. Ui. Trời ơi, không biết tiếng Anh hả? Đây. Ai chà chà, các bạn nhỏ của chúng ta đã bị rối ngay từ khi xuất phát rồi. À, thấy chưa? Thầy. Tập trung vào. Lần này là số 3 trong tiếng Anh. Xem ra các bạn cầu thủ nhí vẫn chưa nắm rõ được quy luật gọi số của huấn luyện viên rồi. Thấy mình thua chưa? À, ai thua thì tự động xuống đi. Quên lên. Hiểu chưa con? Hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Dạ rồi. Phú hiểu không? Phú nhanh lắm nè, để coi Phú chạy đúng không nè. 6. 6 Thiên. Chim anh chị Thiên. À, anh Thiên ở đâu? À. Ồ, Phú giỏi quá, lần đầu thực hiện mà chạy đúng số huấn luyện viên gọi luôn. 2. Ngài số 7 ơi, số 7. Ngài mà số 7 hả? Ngài mà số 7 hả? Các cầu thủ nhí ơi, ở nhà có ôn bài anh văn không đấy? Nay là số mấy? 9. À, nay là số 8 kìa. À, 7. 7, 7 mấy kia kìa. Bên đây mà. Nam ơi. Nam. Nam ơi, 7 ở đâu Nam? Số 7. Số 7 ở đâu con? Ủa nãy con vòng đây đúng không ạ? Con vòng bên kia kìa. Thấy chưa? Hay. Ồ, lần này coi bộ biết chạy tới số nào rồi nha. Từ sai nữa chắc là huấn luyện viên cho chạy 10 vòng quanh sân quá. Thấy 12 con không? Thấy giờ không? Một bạn nào không có mắc cơ ở lại đây như này. Một cái thôi. Cầm lên. Chịu phạt thôi. Rồi các con đem vô và uống nước. Chào mừng quý vị khán giả cùng đến với phần thử thách của cầu thủ nhí 2021. Và thử thách ngày hôm nay của chúng ta dành cho các bé có tên là thử thách liên hoàn. Một lần nữa thì cô Sam xin chào mừng Xuân Chương đã quay trở lại với hành trình cầu thủ nhí 2021. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với luật chơi ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi từng đội. Đội trưởng sẽ đứng ở giữa. Nhiệm vụ của đội trưởng là sẽ chỉ huy các bạn di chuyển như thế nào đó để đổi lại chiếc cọc đó phải là toàn màu, đúng màu của những cái vòng ở những chiếc cọc đó. Mỗi lần di chuyển chỉ được một bạn và mỗi bạn chỉ được mang một vòng tròn để di chuyển mà thôi. Và sau khi mà cả đội chúng ta đã hoàn thành 4 chiếc cọc thì tất cả thành viên chúng ta sẽ cùng di chuyển đến cái thùng màu trắng. Ở trong cái chiếc thùng đó thì có chứa những chiếc chìa khóa để chúng ta có thể mở chiếc gương báu vật ở trên đây. Chỉ có duy nhất một chìa khóa có thể mở rương thôi. Nếu như mà chúng ta lỡ lấy chìa khóa không đúng thì hãy nhanh chóng quay trở lại chiếc thùng màu trắng và lựa chính xác chiếc chìa khóa đó. Sau khi mở được chiếc thùng này thì mỗi bạn sẽ cầm một quả bóng di chuyển đến điểm quy định của chương trình. Và chúng ta sẽ thực hiện động tác bằng chân nha. Nhớ nha, quy định bằng chân. Dứt quả bóng để có thể rơi vào 3 chiếc thùng phi ở đằng kia. Mỗi bạn chỉ được thực hiện một lượt duy nhất mà thôi. Và khi mà tất cả các bạn hoàn thành các lượt để có thể dứt quả bóng vào trong thùng phi thì thời gian sẽ kết thúc
Đội nào mang về nhiều quả bóng vào trong thùng phi nhất thì sẽ giành chiến thắng. Nếu như có hai đội cùng đồng quả bóng với nhau thì sẽ xét theo thời gian các con hoàn thành. Ở tuần trước thì đội của Ali chúng ta giành chiến thắng trong phần thử thách, do đó trong tuần này đội của chúng ta sẽ thi trước nha. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội màu cam hoàn thành thử thách liên hoàn của chúng ta. Thời gian bắt đầu. Thiên chạy qua đưa cho Tân. Từng tư, một bạn. Thiên chưa quay về mà sao Xuân Trường xuất phát rồi. Không được ăn gian nha đội Ali ơi. Chúng về, chúng về chỗ. Đi nhanh chân lên Thiên ơi. Từng bạn thôi. Ấy, Trương đang lây màu đỏ qua cho Hào khác. Nhanh lên Trương ơi. Ok nha. Ok, con chạy qua đưa màu cho bạn đi. Nhật Tân chuẩn bị xuất phát rồi. Mau mau mang màu xanh qua cho bạn Tân ơi. Đưa màu cam cho, đưa màu cam cho. Đưa màu cam cho Tân, nhanh lên. Màu cam. Yeah, Tân đã hoàn thành nhiệm vụ lấy màu cam về cho đội của mình. Đội Ali cố lên. Đưa màu hồng cho. Lấm cái màu hồng lên. Ok, Khang đưa màu xanh cho bạn luôn đi, xong lấy cái màu hồng luôn đi. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Trương và Thiên tự trao đổi phao cho nhau luôn rồi, đội trưởng Ali ơi. Còn một cái màu cam này thôi. Nhanh lên Khang ơi, sắp đủ 4 cột phao rồi. Còn 2 cái phao cuối cùng, cả đội tăng tốc lên nào. Nhanh lên, nhanh lên. Hoàng giúp đỡ bạn, giúp đỡ. Dọn lên. Nhanh. Vô đi được rồi. Gì đi. 1. Đủ chưa? Nhanh. Rồi, tất cả cùng chạy về đây. Hãy kiếm cái chìa khóa nào. Con, tới đây mau lên. Tìm chìa khóa nhanh lên đội Ali ơi. Tốn nhiều thời gian quá, nhanh lên. Cả đội đang cố hết sức mình tìm khóa trong thùng gỗ. Nhanh lên nào. Chưa có chìa khóa nào luôn hả? Coi trong mấy cái map ơi. Chúng ta chia ra mỗi bạn một khu vực đi cho dễ. Mỗi bạn một khu vực. Chìa khóa không vậy con? Ủa, người ta bỏ chìa khóa đâu? Hay quá, Tân đã tìm thấy chiếc chìa khóa đầu tiên rồi. Nhưng mà liệu có mở được hay không? Yeah, mở được rồi. Rồi, lên chú chuyền bóng cho. Đi lên. Rồi, cái like nha con, cái like nha. Từ từ, cẩn thận. Mỗi người một cái thôi, chỉ có mỗi người một cái thôi. Ui, sợ. Ôi. Nhẹ thôi, Tân ơi. Nhẹ thôi, Thiên. Vậy là Thiên đã mang về được quả bóng duy nhất cho đội mình. Xin chúc mừng đội trưởng Ali. Đội màu cam của đội trưởng Ali đã hoàn thành được một quả bóng vào trong thùng phi với thời gian là 2 phút 53 giây. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy vượt qua thử thách. Thời gian bắt đầu. Lấy màu xanh lại. Đội trưởng Mâu Thủy đang chỉ đạo rất tốt, cố gắng phát huy nha đội màu xanh dương. Mau đem về đã. Rồi lấy màu hồng lại. Rồi, từ từ nha. Rồi con cầm màu xanh qua đây. Ái chà, đội trưởng Mâu Thủy bắt đầu rồi đấy. Đội hình đang không được thống nhất nha. Mình lưu ý chút nào. Rồi, lấy màu đỏ lại, lấy màu hồng lại. Từ từ, Nam phải bỏ vô chứ con không được. Lấy màu hồng lại. Rồi, con cầm màu cam. Màu cam vô đây. Cầm màu cam vô đây, màu tím. Đưa màu tím cho anh. Nhanh lên. Rồi, đưa màu tím vô đây. Nam đưa màu tím vô đây, Nam. Một đội có tới 2 bạn tên là Nam mà cô cứ Nam thì chả biết ai với ai luôn. Quay lấy màu xanh quay. Sao cái chuyện của mình đi, màu xanh đâu? Ồ, đội trưởng Mâu Thủy có vẻ khó chịu rồi đây. Ôi, đừng căng thẳng quá đội trưởng ơi. Từ, rồi, Nam màu cam, đưa màu cam, lấy màu hồng gì? Nhanh lên. Rồi, Phú, cầm màu xanh. Không có làm sao màu xanh Phú. Qua màu xanh bên đây. Phú đang chạy rất nhanh. Mau lên cả đội ơi. Chạy lên. Qua tím lại lên. Qua cầm màu tím. Cầm màu tím vô qua đây. Đội màu xanh dương đang bị rối trong cách di chuyển. Ô, suýt là phạm luật rồi nhá. Lưu ý không được như vậy đâu. Rồi, có
Tình hình của cô đáng lo rồi nha. Cô Mâu Thủy gọi mà không nghe, bị la rồi, lên, thấy chưa? Tiếp tục. Đây, bắt đầu nào, nhanh lên. Đó, một đứa lên, một đứa lên thôi. Một đứa lên thôi. Phú Quý đã tìm được chiếc chìa khóa đầu tiên. Xem ra may mắn đang mỉm cười với đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Là đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy đã hoàn thành thử thách liên hoàn trong vòng 2 phút 33 giây. Xin chúc mừng cùng với lại một quả bóng. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội màu xanh lá cây của đội trưởng ST vượt qua thử thách. Thời gian bắt đầu. Rồi, đi. Ai đi? Quay, từ từ, ai đi? Một người đó, quay về tiếp. Rồi, bây giờ đưa màu đỏ, nhá. Ai chả mới xuất phát mà nội bộ lục đục rồi. Vậy là không được đâu. Phải tiến, lấy cái màu tím đi tiếp liêu. Duy Tiến ơi, không có được bỏ phao ra ngoài như vậy. Thế là phạm luật đấy. Lấy màu cam về. Rồi, lấy cái màu đỏ đi. Lấy màu tím về. Rồi, lấy cái màu đỏ đưa cho bạn một cái nữa. Nha. Lấy cái màu đỏ qua đi, cái đó sắp vô sau. Đội trưởng ST đang phạm luật nha. Cái này là bị trừ điểm đấy. Rồi, thấy chưa, nhầm rồi. Lấy màu cam qua đây, lấy cái màu đỏ về. Tiến, lấy cái màu cam qua đây, lấy cái màu đỏ về. Đội màu xanh lá của đội trưởng ST đang chơi trong tâm thế hỗn loạn quá trời. Không ai tập trung gì cả. Lấy hai cái màu cam lên luôn, lấy hai cái màu cam lên, bỏ mà. Rồi, màu tím chạy qua đây. Cầm cái màu xanh về. Ôi, suýt nữa phạm luật rồi. Tình hình này chắc hết giờ cũng chẳng còn điểm nào để mà trừ nữa đâu. Rồi, một màu rồi. Chỉ qua. Các cột phao cuối cùng sắp hoàn thành. Nhanh nào đội ST ơi, nhanh thì nhanh nhưng mà đừng phạm luật nữa nha. Không là huấn luyện viên Minh Phương trừ hết điểm đấy. Rồi, đi. Quá, chiếc chìa khóa đầu tiên đã được tìm thấy. Không phải hả? Không phải dùng vô lại. Chìa khóa không phải dùng vô lại. Kìa. May ghê, đội trưởng ST đã tìm thấy chiếc chìa khóa thứ hai. Từ từ, bình tĩnh nha. Bây giờ là tụi con tranh thủ là vô. Bình tĩnh, từ từ. Khoan. Thở sâu vô con. Bình tĩnh thôi. Mạnh quá. Bỏng thôi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Thắng chắc rồi. Thưa quý vị, như vậy là đội trưởng ST đã hoàn thành thử thách trong vòng 4 phút 56 giây. Tuy nhiên vẫn chưa có quả bóng nào được cho vào trong thùng phi cả. Do đó, chiến thắng trong thử thách liên hoàn ngày hôm nay thuộc về đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Xin chúc mừng! Thưa quý vị, vừa rồi thì đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy đã giành được chiến thắng ở trong thử thách của chúng ta. Do đó, đội trưởng Mâu Thủy sẽ nhận được một quyền ưu tiên, đó chính là sẽ chọn ra 3 thành viên của đội mình vào trong đội hình chính thức ngày hôm nay. Mâu Thủy, bạn đã có sự lựa chọn của mình chưa? Dạ vâng, em đã có sự lựa chọn rồi và em... Sao? Cho Quý đi. Có một sự thì thầm nhẹ. Ý là có sự lựa chọn rồi nhưng mà Tấn Nam đã nhường cơ hội lại cho một thành viên khác thì Thủy sẽ quyết định chọn 3 thành viên còn lại ngoại trừ Tấn Nam. Chúng ta đã có 3 thành viên đầu tiên trong đội hình chính thức ngày hôm nay. Thành viên tiếp theo sẽ do đội trưởng Ali lựa chọn. Cả 5 thành viên của đội Ali thì cũng đã được vào đội hình tiêu biểu ở các tuần vừa rồi. Cho nên là tuần này thì chắc chắn là Ali sẽ lựa chọn một bạn với sự cầu tiến rất là nhiều và chưa được thể hiện bản thân mình qua những vòng thi.
Ngày hôm nay chắc là Ali xin được đề xuất tân để vào đội hình tiêu biểu hôm nay. Sự lựa chọn tiếp theo sẽ thuộc về đội trưởng ST. Mặc dù là đội ST là một đội hình các bạn cũng khá lớn, nhưng mà cho tới bây giờ thì ST vẫn chưa chọn được hết tất cả các bạn vào đội hình tiêu biểu cho các tuần. Cho nên là, và ngay cả hôm nay nếu như ST có chọn thì cũng chưa hết luôn. Hy vọng là thầy Minh Phương sẽ giúp ST cho các bạn được vào đội hình tiêu biểu một lần. Và ST hôm nay thì ST sẽ, chú sẽ chọn Đào Duy Tiến. Đây là 5 thành viên đầu tiên trong đội hình chính thức ngày hôm nay sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng cùng với đội khách mời. Chúng ta vẫn còn 2 thành viên còn lại sẽ do huấn luyện viên trưởng Minh Phương lựa chọn. Phải nói thì trong những tuần vừa qua thì các con ai cũng có cơ hội để thể hiện. Đây là cơ hội của các con và thầy sẽ trao cái cơ hội này cho 2 bạn còn lại. Bạn thứ nhất là bạn Xuân Chương. Bạn thứ hai là bạn Nông Văn Tiến. Xin chúc mừng 7 cầu thủ nhí. Các con sẽ trở thành đội hình chính thức ngày hôm nay để thi đấu với lại đội khách. Nhưng 7 bạn cầu thủ nhí còn lại, các con cũng hãy nhớ nha, chúng ta vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên trưởng có sự chỉ đạo thì các con sẽ vào sân tiếp ứng cho bạn mình ngay nhé. Dạ. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành một chút xíu thời gian để cho các cầu thủ nhí của chúng ta khởi động và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Sau một tuần học tập và rèn luyện căng thẳng thì bây giờ các cầu thủ nhí của chúng ta cũng đã sẵn sàng tinh thần để có thể chiến đấu cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay cùng với đội khách. Và đội khách đá giao hữu cùng với cầu thủ nhí của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đội tuyển Hải Nam. Và chúc cho đội tuyển Hải Nam cũng như đội tuyển cầu thủ nhí ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu thật hay. Và huấn luyện viên cho đội tuyển Hải Nam ngày hôm nay đó chính là huấn luyện viên Huỳnh Nguyên Thành. Huấn luyện viên cho đội cầu thủ nhí đó chính là huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Trọng tài của trận đấu anh Văn Hiếu. Và bây giờ trận đấu giữa đội tuyển cầu thủ nhí và đội tuyển Hải Nam chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay đội cầu thủ nhí sẽ đối đầu với đội Hải Nam. Không biết chiến thắng sẽ nghiêng về đội nào vì cả hai đội đều có thể hình rất tương đồng. Đó, hiểu cho đó này. Okay. Lên cao quen. Từ từ thôi. Từ từ, huấn luyện viên Huỳnh Nguyên Thành đang chỉ đạo các học trò rất kỹ. Đừng áp lực, cứ đi đi con. Cứ chiến đi con, đừng áp lực, đừng áp lực. Lên con. Chắc. Ok, tốt rồi. Cũng không, cũng không. Chắc, ok, từ thầy good. Lên tiếng. Theo chương, theo chương. Bóng đang trong chân Xuân Chương, nhưng không qua được đội hình vây rất sát của Hải Nam. Tắt. Rồi, ok. Chuyền con, chuyền Nam, đúng rồi. Chuyền đi Nam, chuyền đi Nam. Lui. Đúng rồi, tốt con, tốt Nam, đúng rồi. Ok. Minh Phú được đưa vào sân thay cho Khánh Nam. Ok, tốt con. Uống nước. Kêu Tân. Theo con, theo. Đến thời điểm này vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Liệu rằng sự thay đổi người của huấn luyện viên Minh Phương có tạo nên sự khác biệt hay không? Đúng. Yes. Thủ môn đội Hải Nam rất tốt, đã giữ vững khung thành trước Duy Tiến. Lỗi tài. Đã có sự va chạm từ Hoàng Chí của đội Hải Nam và Duy Tiến của đội cầu thủ nhí. Đúng không? Đúng không? Chuyền đi tiếp.
Bóp giữa cái bò. Mất thua đó, mất bóng thua. Mất bóng thua. Rất tốt, Trường đã dễ dàng vượt qua hai cầu thủ của đội Hà Nam. Che thôi, ok. Hay quá Trường ơi. Không được phá. Thủ giờ lấy bóng đi Phương. Tiếc quá, các cầu thủ nhí đã không vượt qua được đội hình phòng ngự rất sát sao của Hải Nam. Lên, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đi, đau em ơi. Lên chưa, lên chưa, lên chưa. Đúng rồi, chà. Đi lên, Loan, đi lên tiến. Một mình không ai thôi con. Đi lên, đi lên, lên, lên. Bước, theo, bóng ba. Chơi tốt. Từ không gáp. Tiếng còi của trọng tài Văn Hiếu đã vang lên. Một tình huống đá phạt từ đội cầu thủ nhí. Hy vọng cả đội sẽ nắm bắt được cơ hội này. Tiếc quá, Trương đã không thành công với cú sút vừa rồi. Theo con, theo Trương, theo Trương. Tự tin, tự tin. Phú đang có bóng. Được không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trương, Trương. Tiếc quá, Phú đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Thi đấu hiệp 1 như là tốt rồi. Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, vậy là hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Hy vọng ở hiệp 2 chúng ta sẽ thấy những thay đổi tích cực và hai đội tận dụng được cơ hội ghi bàn của mình. Chú Tú nè, Tú con. Con á, con giữ cái tư thế con thấp hạ cái bộ xuống, thấp con nhìn người ta. Huấn luyện viên Huỳnh Nguyên Thành đang chỉ đạo lại cách chơi cho các cầu thủ. Có vẻ hiệp 1 đã khiến cả đội mất quá nhiều sức. Tất cả quả bóng là mất. Ào quá, là bóng là mất. Con mình phải. Con mình phải. Ở phía bên này, huấn luyện viên Minh Phương cũng đang bàn lại chiến lược cho cả đội cầu thủ nhí để chuẩn bị bước vào hiệp 2. Bóng ra thì nào. Đấy đó, tí xíu nữa. Hiệp 2 đã chính thức bắt đầu. Đội hình trên sân đã có một số thay đổi. Phú Quý đã thay thế vị trí thủ môn của Văn Tiến. Tấn Nam cũng đã được đưa vào sân ở hiệp 2. Vậy là Xuân Trường đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội cầu thủ nhí. Rất tốt, làm tốt lắm Trường ơi. Huấn luyện viên Huỳnh Nguyên Thành có vẻ đang rất sốt ruột trước tình thế hiện tại. Pha lên bóng của Xuân Trương và Hạo Khang. Rất tiếc, thủ môn Minh Anh đã cản phá được cú sút của Xuân Trương. Tốt con, quay lên. Lên, 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 lên. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, có lẽ huấn luyện viên Huỳnh Nguyên Thành đã không còn giữ được bình tĩnh. Tấn Nam đang ép sát Lê Minh Nga của đội Hải Nam. Bóng vẫn còn trong chân của Nga. Theo, theo, chưa hết bóng. Đã có tình huống va chạm. Và một chiếc thẻ vàng của trọng tài Văn Hiếu đã được rút ra dành cho Hoàng Chí. Xuân Trương đang có bóng. Tiến lên nào, ghi bàn được không? Tiếc quá, không được rồi. Đội hình phòng ngự của Hải Nam đã làm rất tốt trong pha cản phá vừa rồi. Tình huống chuyền bóng không chính xác của Hào Khang. Cả hai đội đang cố gắng giành quyền kiểm soát bóng cho đội mình. Chiến lên. Giỏi quá. Chạy chỗ đi. Đoán giữ. Thiên Kiều Quý. Thiên Quý đang có bóng. Rồi tốt, vượt qua hàng phòng ngự của Hải Nam rồi. Vào không. Bóng đá bay khỏi xà ngang. Cú sút rất căng từ Thiên Quý. Ê, chơi Lâm. Lâm ơi. Bóng đá chạm tay Bảo Lâm. Tiếng còi của trọng tài Văn Hiếu cũng đã vang lên. Một pha đá phạt đến từ đội Hải Nam. Không được rồi, cú sút phạt không thành công của Hoàng Chí. Tiếng còi báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên. Chiến thắng đã nghiêng về đội cầu thủ nhí. Sau những giây phút căng thẳng thì các cầu thủ nhí của chúng ta đã có những giây phút giải lao rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hãy luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhau nha các bạn cầu thủ nhí. Thưa quý vị, như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về đội cầu thủ nhí. Xin chúc mừng các cầu thủ nhí.
Sam cũng muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng đội tuyển Hải Nam. Các con đã cháy hết mình ở trên sân cỏ và phải nói là với những cái pha bóng mà gây cấn hồi hộp mà ngày hôm nay cô Sam cũng như là quý vị khán giả đã được mãn nhãn với một trận đấu vô cùng hay. Cảm ơn tụi con nha. Và bây giờ thì chương trình Cầu Thủ Nhí sẽ có những chiếc huy chương lưu niệm gửi tặng cho các bạn cầu thủ nhí của đội tuyển Hải Nam. Xin mời các đội trưởng. Thể phát biểu một chút cảm nhận của mình về trận đấu ngày hôm nay không ạ? Hai đội đã diễn đã cống hiến một trận đấu rất là hay. Các em cũng đã cố gắng và thi đấu rất là nhiệt huyết. Đặc biệt là các cầu thủ của đội cầu thủ nhí có kỹ thuật rất là tốt, cũng đã gây rất là khó dễ cho các em học sinh đội Hải Nam. Nhưng mà với sự cái lòng quyết tâm các em cũng cố gắng và kết quả tỷ số này có thể chấp nhận được. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Thành. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Akira Phan. Hôm nay mình thay mặt cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 để đến trao tặng những phần quà cho trường trung học cơ sở Bình An ở quận 8. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo Akira nhé. Dạ, xin chào thầy. Em là ca sĩ Akira Phan. Hôm nay em thay mặt cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 để đến trường mình trao tặng cho hai cái cung thành. Không biết là cảm nhận của thầy lúc này như thế nào khi nhận được những món quà này, có thể cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Dạ, tôi là phó hiệu trưởng của nhà trường, tôi tên là Lưu Thông Thế. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Tôi thấy chương trình đã hỗ trợ cho trường trung học cơ sở Bình An quận 8 có một cái sân chơi, cho các em có sân chơi để mà phát triển cái bóng đá học đường. Mình nữa xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hiện tại bây giờ thì ba đội trưởng của chúng ta đang trong tâm trạng vô cùng hồi hộp trong thời điểm này, bởi vì các đội trưởng sẽ phải chọn ra thành viên của đội mình bước vào vòng nguy hiểm trong tuần này. Riêng đội trưởng Ali sẽ phải chọn ra tới hai thành viên. Chắc hẳn là bây giờ thì tâm trạng của đội trưởng Ali sẽ không hề dễ chịu một chút xíu nào hết. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ít phút nữa để xem quyết định cuối cùng của ba đội trưởng sẽ như thế nào nhé. Bây giờ thì các đội trưởng sẽ bước vào giai đoạn lựa chọn khó khăn khi phải đưa thành viên của đội mình vào vòng nguy hiểm. Tụi con có rất là nhiều khả năng, tụi con có rất là nhiều kỹ năng, nhưng mà tụi con chưa có trải qua nhiều cái áp lực trong cuộc thi, cho nên tụi con nhiều khi là tụi con đang không có tập trung và không có thể hiện hết sức của tụi con được. Ok, giờ câu hỏi bốn đứa nè. Bốn đứa ngồi sát vô câu hỏi nè. Thì là con thấy rằng trong trận bóng hồi nãy á, thì ai trong nhóm mình đá không tốt nhất? Ai trong nhóm mình thôi nha, đá không tốt nhất. Mặc dù là cô đưa ba con ra đội hình tiêu biểu, nhưng mà không bắt buộc là cô phải chọn Tuấn Nam vô vòng nguy hiểm, hiểu không? Theo chú quan sát thì Khang từ ngày mà bắt đầu đá chung với các đội khác, Khang phong độ rất là ổn định. Và khi mà bước vào sân thì chú luôn luôn tự hào, bởi vì Khang là một thành viên trong đội của chú. Và đó là một trong những cái điều chú muốn tất cả các bạn còn lại cũng giống với Khang, tinh thần là như vậy. Phải luôn luôn hết mình, luôn luôn hăng say trên sân cỏ với cái đam mê và cái sự lựa chọn của mình khi đến với cầu thủ nhí năm nay. Thưa quý vị, và ngay lúc này thì ba đội trưởng đã có cho mình quyết định rồi. Xin mời ba đội trưởng. Cái gì SD? Đội trưởng ST đã lựa chọn hai thành viên để đưa vào vòng nguy hiểm. ST đang có chiến thuật gì đây? Sam đang thật sự không hiểu lắm về sự lựa chọn của ba đội trưởng.
Sao muốn nghe lý do từ đội trưởng ST trước? Vì sao lại có tới tận hai cầu thủ nhí vào vòng nguy hiểm? Bởi vì đây là hai bạn mà ST thấy là các bạn có khả năng, nhưng các bạn thể hiện chưa tốt ở trong những trận đấu vừa rồi. Nên SC sẽ đưa các bạn ra. SC nghĩ rằng là cho dù là các bạn đã cố gắng hết mình hay là chưa, thì các bạn cũng phải trải qua những cái áp lực nhất định ở trong một cuộc thi nói riêng, hay là trong cuộc sống nói chung, hay là trong con đường bóng đá của các bạn trong tương lai. Cảm ơn đội trưởng ST. Và lý do vì sao đội trưởng Mâu Thủy lại lựa chọn Tấn Nam vào trong vòng nguy hiểm này? Thực sự là tới vòng này thì qua 3 trận đấu rồi mà Tấn Nam vẫn chưa có cơ hội để bước vào đội hình tiêu biểu. Và hôm nay khi mà đứng ở đây, ba thành viên còn lại của Mâu Thủy đã cố gắng rất nhiều. Và Thủy thực sự nói một cách chân thành là Thủy muốn giữ lại 4 bạn. Và Thủy không thể nào Thủy mạo hiểm để cho một bạn nào khác đứng ở đây. Thì Thủy cũng hy vọng rằng anh Minh Phương sẽ đánh giá được thể lực và kỹ năng của Tấn Nam để giữ Tấn Nam lại. Vậy còn đội trưởng Ali? Thực ra ngày hôm nay khi mà lựa chọn Hoàng với Thiên có mặt ở cái vị trí nguy hiểm như thế này thì đó cũng là một trong những cái sự đánh giá xuyên suốt cả một quá trình mà Ali cùng với lại tất cả các bạn trong đội của mình. Nhưng phong độ của hai bạn là phong độ mà thấp nhất so với 5 bạn trong đội của màu cam của Ali. Cho nên là vì luật thôi, bắt buộc mình phải đưa ra hai cái tên, cho nên là phải đưa Hoàng và Thiên có mặt ở top nguy hiểm ngày hôm nay. Trước khi SC lựa chọn thì SC đang rất là phân vân, cho nên là SC không biết là phải chọn bạn nào, bởi vì các bé đều thể hiện rất là tốt. Nếu mà nói công tâm là SC cũng đang xem các bé là một gia đình của mình, là những đứa em, là những đứa con của mình. Cho nên là SC thật sự rất là phân vân, là không biết là nên chọn bạn nào. Nhưng mà để dễ hơn cho huấn luyện viên, bởi vì SC có một cái câu thắc mắc đó thôi, thì bây giờ SC xin chọn lại một bạn để đứng ở vị trí này. Vậy ST sẽ chọn lại ngay thời điểm này? Đúng. Xin mời ST. Chú sẽ chọn Thiện là người đứng đây với chú để thuyết phục thầy Minh Phương. Dạ. Nha. Dạ. Quý về với đội con đi. Cố gắng lên nha. Cảm ơn những chia sẻ của ba đội trưởng và xin mời ba đội trưởng hãy tạm thời về ngôi nhà màu sắc của mình và chờ đợi quyết định từ huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Vậy là sau những phân vân và đắn đo, đội trưởng ST đã có quyết định cuối cùng. Hiện sẽ là người phải ở lại để thuyết phục huấn luyện viên Minh Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để các con thuyết phục thầy Minh Phương lý do vì sao sẽ cho tụi con thêm một cơ hội. Nếu như thầy chọn con ở lại thì con sẽ cố gắng tập luyện và chăm chỉ hơn và sẽ ngoan hơn và nghe lời các thầy và các đội trưởng. Con sẽ cố gắng hết sức để làm một bức tường chắc chắn để bảo vệ khung thành của đội mình. Cảm ơn Thiện. Xin mời Tấn Nam. Dạ, nếu như mà con được ở lại thì con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ khung thành cho mình, cho đội nhà của mình và phát huy tư duy thi đấu. Nếu không may con ra về ngày hôm nay, con có giận đội trưởng của mình vì đưa con vào vòng nguy hiểm này không? Dạ không. Hoàng? Con cũng giống như bạn Thiện, con sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ và làm thủ môn xuất sắc để bảo vệ những trận đấu mới qua. Ta chăm chỉ luyện tập ạ. Thiên? Con mời con. Nếu mà thầy Minh Phương giữ con lại thì con sẽ cố gắng phối hợp ăn ý với các bạn, như là không cá nhân nhiều để bị mất cơ hội. Cảm ơn các con. Cô biết là tất cả các con đều chân thành muốn ở lại chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Nhưng luật của chương trình là như vậy, chúng ta sẽ có bạn phải ra về. Và ngày hôm nay sẽ có tới 2 bạn phải tạm biệt chương trình Cầu Thủ Nhí. Cô hy vọng là quyết định của huấn luyện viên Minh Phương như thế nào đi chăng nữa thì các con cũng sẽ hiểu cho thầy mình. Em xin mời anh Phương. Như các con cũng biết rồi, đây là quy định của chương trình. Cũng như các con đam mê cái bộ môn bóng đá này, khi các con trưởng thành nó cũng là như thế. Ví dụ có đội 20, có đội 30, nhưng cuối cùng danh sách cũng phải được rút gọn theo yêu cầu của ban tổ chức. Cho nên các con phải tập làm quen những cái áp lực như thế này.
thầy hy vọng với sự lựa chọn của thầy thì các con cũng không buồn nha. Thầy sẽ chọn hai bạn đi về. Con về đội của mình. Thầy xin lỗi hai con nha. Thầy xin lỗi hai con. Con được an toàn. Thầy xin lỗi hai con. Cố gắng lên, không sao hết nha. Vậy là huấn luyện viên Minh Phương đã đưa ra quyết định của mình. Dù biết rằng không có sự chia ly nào là dễ dàng, nhưng luật thì không thể thay đổi được. Thiện và Hoàng cũng đừng buồn quá nha. Đó, mình có rất nhiều cơ hội luôn. Chú sẽ tạo cơ hội mới cho con nha. Không sao hết, mình mới có 10 tuổi nè. Mình hơn các bạn rất nhiều rồi. Sao đúng không? Năm sau mình cao hơn, mình khỏe hơn, mình mạnh hơn, mình quay trở lại nha. Bye bye. Bye mấy anh em. Tập 8 đã khép lại với những nuối tiếc về hai sự ra đi của thành viên đội trưởng ST và đội trưởng Ali Hoàng Dương. Sam tin chắc rằng hiện tại bây giờ thì các cầu thủ nhí của chúng ta đều đang rất xúc động. Tuy nhiên, luật của chương trình là vậy và chúng ta phải theo luật. Và hy vọng rằng các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ càng cố gắng hơn nữa, luyện tập nhiều hơn nữa để khẳng định chính mình cùng với huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Quý vị khán giả hãy nhớ đồng hành cùng với chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị khán giả và các bạn nhỏ thân mến, vậy là tập 8 đã khép lại với những nỗi buồn và cả nước mắt của sự chia ly. Các bạn cầu thủ nhí đã đi được một nửa đoạn đường rồi. Phía trước vẫn còn nhiều thử thách khó khăn. Mong rằng các cầu thủ nhí sẽ vững tin và luôn giữ vững phong độ của mình trên sân cỏ. Mong rằng quý vị khán giả sẽ luôn đồng hành và dõi theo, ủng hộ các bạn cầu thủ nhí nha.